Theo đó, có 1.330 trường hợp bị hãm hiếp và 2.844 trường hợp lạm dụng tình dục được báo cáo cho các cơ quan hữu quan trên cả nước. Dù vậy, Tòa án tối cao Ấn Độ cũng nói rằng số liệu này có thể là do nhiều nạn nhân trước đó đã không trình báo khi xảy ra vụ việc. Cảnh sát đang thất bại trong việc kiểm soát mọi hình thức bạo lực và lạm dụng tình dục chống lại phụ nữ. Thông điệp này đã không được cảnh sát truyền tải một cách rõ ràng tới xã hội để cộng đồng cùng nhận thức được điều đó. Sau trường hợp của nữ sinh viên bị hiếp dâm tập thể trên xe buýt hồi tháng 12 năm ngoái, một làn sóng biểu tình lớn đã diễn ra ở thủ đô và nhiều thành phố khác tại Ấn Độ, đòi chính phủ tăng cường việc bảo vệ cho phụ nữ. Ngay sau đó, Ấn Độ đã công bố các biện pháp đảm bảo an toàn cho phụ nữ trên các phương tiện giao thông công cộng. Chính phủ cũng nhanh chóng ban bố đạo luật và thực thi các hình phạt nghiêm khắc đối với những kẻ bị kết tội hiếp dâm hoặc bạo lực tình dục. Tuy nhiên, bất chấp sự gia tăng hình phạt và làn sóng phản đối được dư luận quốc tế ủng hộ, số liệu báo cáo về tội ác chống lại phụ nữ ở Ấn Độ tiếp tục tăng cao. Vào ban ngày thì không sợ lắm, nhưng buổi tối thì rất nguy hiểm nếu chúng tôi đi ra ngoài. Đặc biệt là khoảng thời gian sau 21 giờ, tôi sợ, không dám và không thể di chuyển trên các phương tiện công cộng. Các chuyên gia còn bày tỏ lo ngại rằng sự gia tăng này đồng nghĩa với nạn bạo hành đối với phụ nữ tăng cao và không ít các trường hợp xảy ra ngay tại New Delhi. Theo họ, cách duy nhất để hạn chế loại tội phạm này chính là thay đổi cách nhìn nhận của mọi người đối với vai trò của người phụ nữ trong xã hội, bên cạnh những hình thức trừng phạt nghiêm khắc hơn của luật pháp.